lưu được file video có chất lượng đẹp và nhẹ hơn. Tiếp theo ở phần encoder thì chúng ta sẽ chọn NVIDIA VINC H264. Các thông số tiếp theo thì các bạn để mặc định cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ sang tab audio. Ở audio thì bạn có thể để mặc định một replay buffer thì các bạn sẽ để mặc định cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần audio. Ở đây hỗ trợ nhiều đường mic vào, các bạn có thể tùy chọn các